thầy có cái lời khuyên hay chia sẻ nào về trong cái vấn đề quán niệm về nhân quả và sự thực hành cái con đường trung đạo của người Phật tử tại gia đó thưa thầy? Định Long phải hiểu như thế này. Nhân quả là một định luật chung. Không nhất thiết Phật ra đời hay không ra đời, nhân quả đã tồn tại rồi. Nhưng Đức Phật đã nhắc nhở cho tất cả mọi người ý thức về nhân quả để mình tránh bớt đi những việc làm phi pháp. Và chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể phát triển thêm những việc làm mà nó mang tới đạo đức, lợi ích, nhân văn. Chứ không phải giáo luật hay là giáo nghĩa nhân quả trở thành một cái cách hù dọa. Bây giờ nè, mình có điều kiện thì mình có thể mình bố thí cho những người nghèo, mình làm một căn nhà tình thương để giúp cho một gia đình nào đó. Nhưng mình không có điều kiện thì mình có thể mình cho một cái em bé bán vé số một chút đỉnh để cho em đó không về nhà bị đòn. Không phải cái người mà cho cái em bán vé số 100 ngàn là không có công đức bằng cái vị mà có điều kiện xây một căn nhà tình thương. Có khi nó là cả tài sản của một cái anh rapper cho 100 ngàn. Những gì anh đang có. Cái điều đó nó lớn hơn là cái số lượng mà mình áp đặt. Và ai cũng hiểu được rằng hễ mình gieo một cái nhân tốt, mình sẽ gặt được một cái quả tốt. Mình gieo một cái nhân xấu thì chúng ta sẽ phải đối diện và nhận lấy một cái quả xấu. Chuyện đó là thực tế. Giống như mình uống nước mình sẽ hết khát. Và không ai phải vừa uống nước mà đi cầu cho mình hết khát hết. Nó là một cái sự tất yếu giữa nhân và quả. Còn mình tự lấy ý kiến cá nhân của mình mà mình đi diễn ra về nhân quả mà làm đảo lộn lại cái trật tự xã hội, cái can thường đạo lý, cái quan điểm nhân luân, và đặc biệt xa rời kinh điển giáo lý của Đức Phật nói, thì đó là cái điều không nên.